những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự nga ukraine trong 24 giờ qua truyền thống mỹ tiết lộ ông tập cận bình lên kế hoạch thăm nga nga đình chỉ hiệp ước hạn chế hạt nhân cuối cùng với mỹ tổng thống putin cảnh báo nóng tình báo ukraine tiết lộ nga chuẩn bị huy động lượng lớn sinh viên đại học ra chiến trường bộ trưởng quốc phòng ukraine nói về việc nhận máy bay chiến đấu vấn đề đã được giải quyết Tại việc Pridoshin nổi giận, gọi ông Shoigu là kẻ phản quốc, lớn tiếng cáo buộc Putin cố gắng tiêu diệt tập đoàn Wagner. Lính đầu ngủ quá nhiều, người Nga tổ chức vây bắt những người tháo chạy khỏi tiền tuyến. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. thì ấy mới chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTV News. Kính thưa quý vị, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang chuẩn bị tới Moscow để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga trong những tháng tới. Tạp chí Forward qua Street Journal dẫn lời các nguồn tin cho biết, Trung Quốc nói rằng họ muốn đóng một vai trò tích cực hơn nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Một số nguồn tin biết về kế hoạch chuyến đi của ông Tập cho biết, cuộc gặp với ông Putin sẽ là một phần trong nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình đa bên và cho phép Trung Quốc nhắc lại lời kêu gọi không sử dụng vũ khí hạt nhân theo các nguồn tin, việc sắp xếp cho chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đang ở giai đoạn đầu và thời gian chưa được chút. Họ cho biết ông Tập có thể đến thăm Nga vào tháng 4 hoặc đầu tháng 5, khi Nga kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến thứ hai, một sự kiện mà Điện Kremlin năm ngoái từng phí các nhà lãnh đạo dân cử của Ukraine với Đức Quốc xã. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Ông Vương đang thăm Moscow để thảo luận về quan hệ giữa Nga và Trung và các vấn đề điểm nóng quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Các nguồn tin cho biết, ông Vương nghĩ có thể thảo luận về chuyến đi của ông Tập khi ông ở Moscow. Nga đình chỉ hiệp ước hạn chế hạt nhân cuối cùng với Mỹ, Tổng thống Putin cảnh báo nóng. Trong buổi đọc thông điệp khai năm trước Quốc hội Nga vào ngày 21 tháng 2, Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẽ ngừng tham gia vào hiệp ước hạn chế hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Nga và Mỹ. Tổng thống Putin lưu ý, Moscow sẽ không hoàn toàn rút khỏi hiệp ước New Star mà chỉ tạm ngừng. Giải thích về quyết định này, ông Putin lưu ý rằng thỏa thuận ban đầu được soạn thảo trong những hoàn cảnh hoàn toàn khác, khi Nga và Mỹ không coi nhau là đối thủ. Tuy nhiên, giờ đây, theo Tổng thống, không chỉ Mỹ đưa ra tối hậu thư cho Nga, mà bản thân NATO cũng đã có những động thái gây leo thang căng thẳng. Ông Putin tiếp tục lập luận rằng Mỹ tiếp tục khăng khăng duy trì quyền kiểm soát, trong khi các đối tác NATO công khai thừa nhận rằng họ muốn gây ra một thất bại chiến lược cho Nga. Ông nói, Nga không thể bỏ qua điều này, chúng tôi không thể cho phép mình bỏ qua điều này. Hiệp ước New START ban đầu được ký kết vào năm 2010 bởi các tổng thống khi đó là Barack Obama và Dmitry Medvedev nhằm cắt giảm một nửa số lượng bệ phóng tên lửa hạt nhân chiến lược được triển khai trên khắp thế giới. Theo hiệp ước, cả hai quốc gia phải cho phép phía bên kia thực hiện một số lần kiểm tra hạn chế mỗi năm để xác minh việc tuân thủ thỏa thuận. Nếu không được gia hạn, hiệp ước sẽ hết hạn vào năm 2026. Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin cảnh báo Nga sẽ đẩy các mối đe dọa ra xa biên giới nếu phương Tây quyết định cung cấp cho Ukraine vũ khí tiên tiến tầm xa hơn. Ông nói, phương Tây đang sử dụng Ukraine như một công cụ tấn công chống lại Nga. Tình báo Ukraine tiết lộ, Nga chuẩn bị quy động lượng lớn sinh viên đại học ra chiến trường. Tổng cục tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine báo cáo rằng, Thế Nga đang chuẩn bị huy động hàng loạt sinh viên toàn thời gian. Báo cáo nói rằng, ở Nga, các biện pháp đang được thực hiện để đảm bảo cho một đợt huy động kế tiếp. Hiện tại, họ đang tìm kiếm các cơ hội để đảm bảo huy động lực lượng lớn sinh viên từ các cơ sở giáo dục đại học. Vì thế, cái gọi là trạm cảnh báo đã được tạo ra cho mục đích này, sẽ cung cấp hỗ trợ cho các ủy viên quân sự trong việc phục vụ lệnh trụ tập cho các sinh viên toàn thời gian. Tình báo Ukraine chỉ ra, theo tình báo quân sự Ukraine, ban quản lý của Đại học Sư phạm Novosibirsk, Đại học Bách khoa Tomsk và Đại học Sư phạm Tomsk đã ban hành các văn bản yêu cầu các bộ phận cấu trúc của các tổ chức phân bổ một số lượng sinh viên và viên chức nhất định làm việc tại các trạm cảnh báo. Đồng thời, tại Đại học Bách khoa Tomsk, công việc được đưa vào khu vực này không cần có sự đồng ý hoặc thông báo trước cho các sinh viên và viên chức đại diện của quản lý cấp cao hơn của các cơ sở giáo dục được bổ nhiệm để quản lý các trạm cảnh báo này. Các nguồn tin tình báo lưu ý rằng, không cần thêm cơ sở pháp lý nào cho làn sóng huy động tiếp theo ở Nga, vì việc huy động cục bộ vào tháng 9 năm 2022 chưa được chính thức công bố. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói về việc nhận máy bay chiến đấu. Vấn đề đã được giải quyết. Đầu tiên là sáng kiến xe tăng, sau đó là liên minh xe tăng và một sáng kiến tương tự liên quan đến máy bay đã tồn tại. Tất cả là những gì còn lại là lớp đầy nội dung của liên minh máy bay này. Một phóng viên của Ukraine Form đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Kresnikov đã nói về điều này tại một cuộc họp giao ban ở Kiev. Lúc đầu, có một sáng kiến xe tăng được hình thành trong đầu một số người và nó đã được thực hiện. Sau đó, liên minh xe tăng xuất hiện tin tôi đi, điều tương tự cũng đang diễn ra với các máy bay chiến đấu. Sáng kiến đã tồn tại. Bộ trưởng nói, nó vẫn còn để điền vào liên minh máy bay này với nội dung đó. Theo ông Cup khả năng tầm xa là thứ mà Ukraine đã có thể sử dụng với một số bệ phóng nhất định mà quân đội đã có. Ông nói thêm, những câu hỏi khác, hãy đặt nó theo cách này. Chúng tôi sẽ giải quyết. Cup tin rằng Ukraine cần phát triển sản xuất của riêng mình bộ trưởng nói chúng tôi có những chiếc netwin tuyệt vời chúng tôi có một quá trình sản xuất tuyệt vời ngành công nghiệp quân sự của chúng tôi cả tư nhân và công cộng tin tôi đi sẽ không đứng yên khi công việc vẫn tiếp tục do đó giống như chúng tôi đã thuyết phục những người khác bằng những chiếc netwin của mình chúng tôi cần được cung cấp hàpulch chống tàu chúng tôi cũng đã thuyết phục được nhiều người khác về một số thứ vì vậy đó là lý do tại sao họ cung cấp cho chúng ta rất nhiều nhưng người đứng đầu bộ quốc phòng nói thêm, vấn đề tên lửa tầm xa là vấn đề kỹ thuật, không phải vấn đề chính trị. Ông nói, vấn đề về nền tảng hàng không giống như một chiếc máy bay chiến đấu vẫn còn một chút chính trị, nhưng nhìn chung tôi đã biết và cảm thấy chắc chắn, coi như nó đã được giải quyết. Chỉ là vấn đề chọn nền tảng tốt nhất làm nền tảng chính, cơ sở một. Đây là một nhiệm vụ cơ bản. Theo Kresnikov, cần phải ngăn chặn sự thống trị của Nga trên bầu trời, ngăn chặn người Nga phát động một cuộc phản công và chuẩn bị cho một cuộc phản công của Ukraine. Ít tôi là, nó vẫn là một hệ thống phòng thủ, và chúng tôi giải thích điều đó với các đối tác của mình, rằng chúng tôi đang thực hiện quyền tự vệ của mình theo hiến chương Liên Hợp Quốc, và họ đã nghe chúng tôi nói, họ không nghi ngờ gì về điều này, ví dụ pháo kích là một cấp độ leo thang khác. Bộ trưởng lưu ý rằng, bây giờ có một câu hỏi phải đánh giá thực tế phô tùng thay thế nào có sẵn. Đội bảo trì nào sẽ dễ dàng huấn luyện chúng tôi hơn. Chúng tôi sẽ sử dụng lại vũ khí nào, vân vân. Thực ra mà nói, đây là vấn đề lựa chọn giải pháp tốt nhất. Quan chức này trấn ngang. Một cách riêng biệt, ông Renikov chỉ rõ rằng người Nga luôn làm điều gì đó mà ngược lại, theo ý kiến của ông, sẽ củng cố liên minh chống Kremlin. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Tôi nhớ rất rõ vào ngày 10 tháng 10, khi có một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ukraine khi tôi vừa đến Ramstein. Và thậm chí trước đó, tôi đã nghi ngờ liệu mình có thể thuyết phục được các bộ trưởng đơn giản tiếp tục hay không. Lực lượng phòng khúc quá nhanh, nhưng vào ngày 10 tháng 10 đã cho tôi những lập luận rõ ràng đến mức mọi thứ tiến lên ngay lập tức. Và vì vậy, điều đó xảy ra mọi lúc. Mỗi lần đưa ra lý lẽ với các đối tác của chúng tôi rằng chúng tôi cần thêm trợ giúp, chính xác là vì lợi ích của chiến thắng của Ukraine. Như đã đưa tin, ông Zhenikov cho biết rằng cuộc họp Ramstein rất hữu ích và hiệu quả, chứng tỏ rằng trên thực tế, liên minh chống Kremlin đã bao gồm 54 quốc gia. Tại việc Prigozhin nổi giận gọi ông Shagu là kẻ phản quốc, lớn tiếng cáo buộc Putin cố gắng tiêu diệt tập đoàn Wagner. Người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê Nga Quader đã cáo buộc các quan chức hàng đầu của Tổng thống Nga Putin là phản quốc và âm mưu tiêu diệt lực lượng dân quân tư nhân đang chiến đấu tại Ukraine. Trong một đoạn âm thanh được đăng lên Telegram, Shepsheny Pirosin, còn được gọi là đầu bếp của Putin, đã nổi giận chống lại Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov. Ông cáo buộc Shoigu và Gerasimov hai trong số những người trao quyết định cấp cao nhất trong nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine đã cố gắng tiêu diệt tập đoàn Wagner. Rydosyn nói thêm, điều này có thể bị coi là tội phản quốc. Rydosyn, một nhà tại Việt Nga có quan hệ cá nhân với Putin từ lâu, đã chỉ huy lực lượng bán quân sự Nga ở Ukraine trong suốt cuộc chiến và trước đó. Sự hiện diện của lính đánh thuê Nga ở Ukraine có thể bắt nguồn từ sự kiện sắp nhập Crimea năm 2014. Linh Anh Thuê Wagner cũng đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc xâm lược của Moscow cùng với các lực lượng thông thường của Nga từ năm 2022, nhưng được cho là đã gây thương vong nặng nề. Hôm thứ Sáu, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Shakerbay cho biết tập đoàn Wagner đã phải chịu hơn 30.000 thương vong ở Ukraine. Ông nói thêm rằng khoảng một nửa số người thiệt mạng trong chiến tranh đã thiệt mạng kể từ giữa tháng 12. Ông Kirby cho biết các chiến binh Wagner đang được sử dụng như bia đỡ đạn, ném chúng vào máy xay thịt theo đúng nghĩa đen ở thành phố Batmốt của Donetsk đang tranh chấp. Đề cập đến thành phố bị bắn phá ở miền đông Ukraine, nơi đã chứng kiến một số trận giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến, Prigozhin cho biết hàng trăm tân binh của Wagner đang chiến đấu thay mặt Moscow ở Batmốt. Ông ta chỉ trách việc thiếu đạn dược cung cấp cho lực lượng Wagner. Ông Prigozhin cho biết. Tôi không có lựa chọn nào. Tôi sẽ đi đến cùng. Tôi thấy nhiều người chết hàng loạt vì một số người lạ đã đưa ra quyết định liệu họ có sống hay không. Điều này không nên xảy ra. Pridoxin đã nhiều lần kêu gọi công khai việc giao đạn dược thông qua kênh Telegram của mình. Hôm thứ Hai, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết có đội Nga có khả năng đã cắt đứt quyền tiếp cận độc lập với đạn pháo và vũ khí hạng nặng của Pridoxin. Viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ nói thêm, đây là một phần trong nỗ lực chuyên nghiệp hóa các lực lượng vũ trang của Nga. Tổ chức tư vấn này cho biết, nhưng những lời kêu gọi về đàn dược của Bridosin có thể che giấu sự thất vọng thực sự của ông ấy với việc Kutner không có khả năng sở hữu và vận hành các hệ thống pháo binh của riêng mình, độc lập với các đơn vị thông thường của Nga. Các nhà phân tích phương Tây đã quan sát thấy Prigozhin ngày càng bị gạt ra ngoài chiến dịch xâm lược của Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ đã lưu ý vào đầu tháng này rằng Prigozhin đang cố gắng cứu vãn ảnh hưởng đang suy giảm của mình. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để đưa ra bình luận. Lính đào ngủ quá nhiều, người Nga tổ chức vây bắt những người tháo chạy khỏi tiền tuyến Người Nga ở khu vực Kherson bị chiếm đóng, thường xuyên đào ngủ, đến mức những người chiếm đóng phải tìm kiếm những người đào ngủ tại các ngôi nhà nhỏ và nhà riêng bỏ hoang. Báo cáo buổi tối của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine trên Facebook đã thông tin về vấn đề này. Do lực lượng chiếm đóng của Nga thường xuyên đào ngủ, các cuộc đột kích lớn đã được tiến hành tại quận Shablinka ở Kherson Oblast kể từ ngày 20 tháng 2 năm nay người nga kiểm tra những ngôi nhà bỏ hoang và nhà riêng đặc biệt cẩn thận báo cáo cho biết thêm tòa án tối cao nga đã phân loại số liệu thống kê về tình trạng đào ngũ của quân đội nga bộ quốc phòng anh mới đây đã đánh giá lực lượng nga xuống cấp đáng kể và tinh thần tại nhiều đơn vị đi xuống tới mức mới sau một năm chiến sự Tinh thần ở nhiều đơn vị trong quân đội Nga kém đi và lực lượng của họ xuống cấp đáng kể. Bộ Quốc phòng Anh nhận định trong báo cáo vào ngày 21 tháng 2, khi cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine chỉ còn vài ngày nữa là tròn một năm. Thay vì nghiên cứu chiến tranh của Mỹ, lực lượng Nga gần như không tiến thêm ở miền Đông và miền Nam Ukraine trong những tuần qua, dường như chuyển sang thế phòng ngự sau khi Ukraine thể hiện khả năng tiến công sâu vào phía sau của chiến tuyến. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btva.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.